ơn quý vị luôn đồng hành cùng với kênh Trang Thanh Nguyễn SD của mình. Chính sự quan tâm của quý vị là nguồn động lực để mình tiếp tục cho ra đời nhiều clip hay hơn nữa. Mình còn rất nhiều điều muốn chia sẻ cùng với quý vị. Để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình, đừng quên bấm đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cùng với các bạn cách làm trà mãng cầu, một loại trà rất là ngon. Bây giờ mình sẽ thực hiện làm cái loại trà này nhé. Cái trái mãng cầu này mình sẽ rửa cho nó thật sạch nha các bạn. Mãng cầu sau khi mình đã rửa sạch thì mình cũng sẽ để cho cái mãng cầu này nó thật ráo nước. Thì nó nặng khoảng 1,4 kg đó các bạn. Và mình lựa cái mãng cầu ở đây là cái mãng cầu già, chứ mình không có lấy cái mãng cầu mà nó gần chín, hoặc nó chín thì mình làm trà nó không có được. Thì cái mãng cầu mà nó già đó thì các bạn thấy các cái gai của nó nè, nó chưa có thẳng mà nó còn hơi ngăn ngăn lại thế này. Còn nếu như các bạn mua mãng cầu thì mình cứ nói với cái người bán là lựa cho mình cái mãng cầu già là người ta sẽ lựa được thôi. Và trên cái mãng cầu thì nó thường có cái con rầy trắng đó, các bạn sẽ xem cho thật kỹ, nếu không thì làm trà nó sẽ không có ngon nha. Mình sẽ xắt cái mãng cầu này. Thì cái mãng cầu này đó mình xắt nó hơi khó một chút, là tại nó có mấy cái hộp này nè, mà mình không có lấy hộp nha các bạn, cho nên mình phải bỏ cái hạt này nó ra. Sau đó mình sẽ xắt mỏng nó lại. Sau khi mình đã lấy hết cái phần hộp rồi thì mình sẽ xắt nó dễ dàng thôi. Để cái miếng mãng cầu này nó đều đều nhau thì mình xoay vòng rồi mình cắt. Đây là toàn bộ cái mãng cầu mà mình đã xắt ra rồi các bạn. Thì sau khi xắt xong đó, các bạn cũng kiểm tra lại xem cho nó có lẫn hộp ở bên trong này không nha. Mình cũng cho cái mãng cầu này nó lên cái xề luôn, mỏng ra thì nó mau khô. Mình cũng sẽ treo cái xề mãng cầu này lên trên như thế này để cho nó thoáng ở bên dưới và nó khô được dễ dàng. Và cái miếng mãng cầu khi nó khô thì nó cũng trắng. Mình phơi cái mãng cầu này dưới cái nắng nhẹ thôi các bạn, mình cũng không có phơi ở cái nơi quá nắng nha. Và thông thường thì mình phơi khoảng 3 nắng là cái mãng cầu này nó sẽ khô. Nếu kỹ các bạn cũng có thể phủ lên trên cái xề mãng cầu này một lớp khăn lụa. Thì đây là cái phần mãng cầu mà mình đã phơi được 3 nắng đó các bạn. Thì cũng giống như mình sao những cái loại trà khác mà mình đã chia sẻ với các bạn đó, thì mình cũng cho nó vào trong chảo. Phần này nó hơi nhiều, mình cũng chia ra làm 2 lần để mình sao. Mình cũng sao cái trà này với lửa thật nhỏ để trà nó thật là khô và thơm nha các bạn. Bây giờ thì trà nó cũng đã vàng đẹp rồi nè các bạn. Mình sẽ tắt lửa nha. Thì đây là cái trà mà mình đã sao xong rồi đây. Cái trà mình sao xong nó rất là khô nè các bạn. Trà sau khi đã sao vàng thì mình sẽ cho vào hũ để dần dần nha các bạn. Mình sẽ cho nước sôi vào trong cái bình. Như vậy là mình vừa chia sẻ cùng với các bạn cách làm trà mãng cầu thật ngon, thật thơm, giúp các bạn làm được một loại trà thật ngon nhé. Thank you.
quý vị luôn vui, khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.